Trong bài này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái nhóm dạng toán thứ ba trong phần mềm EMAS, đó là cái nhóm mà các cái form mô phỏng, các cái bài dạng toán đo lường, các đại luận đo lường. Đây là một trong những cái nhóm dạng toán khá lớn, có thể nói là đứng số 2 ở trong trong toàn bộ cái chương trình toán tiểu học. Chúng ta hãy xem qua một lượt tất cả những cái dạng toán có ở các lớp từ 1 đến lớp 5. Lớp 1 thì đó là những cái dạng bài toán về đơn giản nhất về đo, về khái niệm đo đoạn thẳng bằng thước và cái phép mà cộng trừ độ dài ở môn độ đơn giản. Với lớp 2 chúng ta sẽ làm quen với những cái độ dài decimet, so sánh độ dài và bắt đầu học với các bài toán đơn giản cộng trừ với độ dài và đổi đi vị độ dài. Vì đối với lớp 2 thì chúng ta đã có cái khái niệm về decimet và cm, chúng ta sẽ đổi từ cm sang decimet và ngược lại. Ở lớp 2 chúng ta còn có thêm những cái khái niệm về khối lượng, kg, cách đo khối lượng, khái niệm là nặng hơn, nhẹ hơn và cái phép toán đơn giản về khối lượng. Có khái niệm về dung lượng, về lít. Đây là một trong những khái niệm mới trong chương trình lớp 2 và các con sẽ được học nhiều hơn những khái niệm, những cái dạng toán liên quan đến khái niệm này. Tiếp theo là cái khái niệm về độ dài mét và km, cũng như vậy là các cái bảng toán đổi những vị độ dài, so sánh và phép cộng trừ độ dài, rồi nhân chia độ dài. Với lớp 3 thì chúng ta sẽ làm quen với những cái độ dài phức tạp hơn, decamet chẳng hạn, rồi nhân chia độ dài, rồi học các cái bảng đo độ dài, rồi về khối lượng thì học về gam. Tiếp theo chúng ta sẽ học sang khái niệm là diện tích và các phép toán với sụp đo diện tích. Với lớp 4 chúng ta sẽ làm quen với khái niệm là diện tích, decimet vuông và mét vuông, rồi tiếp theo là những cái đơn vị khối lượng khác như là yến, tạ, tấn, rồi bảng các đơn vị đo khối lượng, rồi đổi đơn vị đo diện tích và các phép toán với đo diện tích. Với lớp 4, lớp 5 chúng ta có thêm những cái phần như là đo diện tích decamet hay là hectomet hay là milimet vuông, HA, và khái niệm về thể tích. Thể tích là một khái niệm mới được đưa vào cho lớp 5, và các cái phép tính, phép toán đối với đơn vị đo thể tích, chuyển đổi đơn vị đo thể tích. Tóm lại là toàn bộ cái chương trình về các cái bài toán liên quan đến đo lường và các đại lượng đo lường là phủ kín từ một lớp 5 và rất là phức tạp. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số những cái form chính mô tả cho các cái dạng toán này. Đầu tiên là những cái dạng toán mà ban đầu cơ bản để học khái niệm là đo độ dài cm. Chúng ta sẽ làm quen với ba cái form này. Đầu tiên là form là đo đoạn thẳng bằng thước, đo decimet. Đây là cái form mô tả cái cách chúng ta đo, dùng thước đo ở trên giấy vì chúng ta đo ở trên máy tính. Vậy là cần phải tính xem cái độ dài đoạn thẳng CD là dài bao nhiêu cm, chúng ta dùng chuột ghi trên cái rê, trên cái cân kích thước, và ta sẽ đưa vào đây ta tính đếm xem là bao nhiêu cm và đem đo số ở đây. Để tổng lượng là 2 cm, ta bấm nút kiểm tra xem đúng hay là sai. Đó. Và làm tiếp, phần mềm sẽ tự động sinh ra những cái bài luyện khác nhau như thế này. Với những thước thẳng thì đơn giản thôi, chúng ta làm luôn đây là 3 này. Đối với thước chéo thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta nháy đúc chuột một lần thì nó chéo như thế này. Chúng ta sẽ tìm kiếm đối với EF đây là 3. Vì đối với thước này chúng ta sẽ nháy đúc chuột một lần nữa thì nó ra cái này. Chúng ta sẽ phải đo ở đây. GH sẽ bằng là 5. Và ta hay lắm. Chúng ta ra mình có thể điều khiển nhập vào là chọn đơn vị đo độ dài, chọn số đoạn thẳng cần phải đo và ví dụ tôi chọn là muốn đo là
tạo phần mềm sẽ tạo ra ngẫu nhiên là 3 đoạn thẳng và sẽ đo đoạn thẳng đầu tiên là 2, đoạn thẳng thứ hai là 2, đoạn thẳng thứ ba là 3 chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Chọn là kiểu là cm và phần mềm sẽ tạo ra 3 đoạn thẳng như thế này. Đấy. Đó là cái form thứ nhất. Cái form thứ hai là học sinh sẽ giáo viên học sinh sẽ cùng nhau vẽ trực tiếp một đoạn thẳng ở trên mặt phẳng. Dựa vào cái bài này là cần đo đoạn thẳng độ dài bằng 2 cm. Ta dùng thước, ta đặt lên vị trí ở trên màn hình như thế này và ta dùng cái này để ta công cụ để vẽ. Cái này vẽ như sau, chúng ta chọn công cụ. Chúng ta đưa con trỏ lên vị trí đầu tiên, ta nháy chuột để chọn vị trí điểm đầu tiên. Nháy điểm A. Sau đó chúng ta sẽ nháy vào đây và ta nháy vào điểm A và ta kéo chuột, thả tay ra và kéo chuột cho độ dài là 2 cm. Đó, ta nháy lần thứ hai. Đấy, thì ta kiểm tra xem là đúng hay sai. Và tôi làm thử một cái bài khác mà tôi làm sai thử nhé. Ví dụ tôi làm đây, tôi chọn chọn công cụ vẽ này, chọn điểm A này. Bị tôi nháy và tôi kéo thả sang, tôi sửa để 4 cm thôi. Tôi kiểm tra xem nó sai thì máy Sai rồi. báo là sai. Như vậy đây là một cách để cho làm bài tập tương tác rất là tốt để học cách chúng ta vẽ một đoạn thẳng ở trên màn hình, mức độ rất đơn giản theo đúng yêu cầu bài toán. Cái dạng form thứ ba là cái dạng mà có thể đo cùng lúc, lấy cái mẫu đây có 2 cái mẫu và lần lượt làm cái bài tập ở trên này. Ví dụ là AB là bao nhiêu, nhìn vào đây, đây là một, đây AB sẽ là 2, CD sẽ là 2, đúng không ạ? CD đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, EF sẽ là 8, GH sẽ là 3, lấy như vậy, EG sẽ là 2 và KL sẽ là 1. Vậy ta là cái bài này, ta kiểm tra đúng không? Phần mềm tự động sinh ra cái bài như vậy, tức là tính đơn thẳng nhưng mà dựa trên những cái mẫu mà chúng ta mà quan sát được và đo độ dài của một đoạn thẳng. Các phép cộng trừ độ đoạn thẳng thì là cũng mô tả của nó, mô tả của chúng cũng tương tự như là cái phép cộng theo hàng dọc hoặc là trừ theo hàng dọc, như này chúng ta làm như bình thường. Như ở đây là cộng bên là 36, đây cộng bên là 6, còn cho sang đây là 5, và ta sẽ phải điền vào đây cái đáp số, kết quả là 56 cm. Với lớp 2 thì cũng có những bài tập về đo đoạn thẳng bằng độ dài decimet y hệt như vậy. Rồi lại vẽ đoạn thẳng, đo thẳng theo mẫu, so sánh độ dài. Đấy, độ dài như thế này thì bài tập sẽ là đưa ra 2 con số và ta sẽ phải so sánh chúng nhỏ hơn bằng hoặc lớn hơn. Lấy ví dụ như thế này. Đấy. Hay lắm. Phần mềm tự động sinh ra các bài luyện khác nhau như thế này. Hoặc so sánh những mức độ khó một chút là một bên là decimet, một bên là cm, và chúng ta sẽ phải ta nhập, đây là cái màn hình để mà nhập đầu vào cho cái form này, nó tương đối là phức tạp. Về khối lượng thì chúng ta có mà về khối lượng nó là mới, trên lớp 2 sẽ có một loạt những cái form mà để mô phỏng cái việc đo khối lượng đó. Ví dụ đây là cái form mà khái niệm khối lượng cân đồ vật bằng quả cân. Đây là cái form cho phép là tính toán cái dùng cái ta thao tác và ta sẽ trả lời ở đây. Không biết cái kiểu là bao nhiêu gram, tôi đưa cái con kiểu 5 g này vào và kim sạm bên này, như vậy là không đúng, tôi phải bỏ ra một cách là nháy đúc chuột lên nó, tôi đưa con cái này vào, vậy là vẫn nặng hơn, tôi phải bỏ ra và tôi đưa cái số 1 này vào, vậy là chính xác rồi, đáp số đây sẽ là 1 kg. Đấy, kiểm tra Hay lắm. tựa như vậy với những bài khác, cho 5 vào vẫn to quá, nặng quá, nháy đúc chuột để bỏ ra, cho 2 vẫn to quá, cho cái này vừa rồi, như vậy là 1 kg. Đấy, kiểm tra. Đây là bài toán rất là hay, cho phép giáo viên cùng học sinh là tương tác trực tiếp trên màn hình và tương trong mô phỏng một cái thao tác cân bằng cân 2 đĩa trên thực tế.
Đo khối lượng bằng cách cân nhanh bằng quả cân kg. Thì đây là nó đo luôn, nó tính toán luôn và đo luôn là bao nhiêu kg. Đây sẽ là 1 kg, đây sẽ là 1 kg, đây sẽ là mấy, đây sẽ là 2 quả, như vậy đây nó sẽ là 3 kg. 3 kg các bạn, nó có sẵn mẫu và chúng ta chỉ việc trả lời thôi. Vì lít thì nó có nhiều những cái, nó có những, vì nó là khái niệm, một khái niệm mới cho nên là có nhiều những cái form khác nhau. Tôi lấy ví dụ tôi là cái form này, đo lượng nước trong bình. Đến cái bài đây, cái form đơn giản, nhìn vào form và trả lời, nhìn vào cái hình và trả lời thôi. Vậy đây là 3 lít, đây sẽ là đáp số, nó sẽ là 3. Bên này là 1 lít, đáp số sẽ là 1 lít. Chúng ta hãy cùng nhau xem một cái form khác phức tạp hơn là cái form này, là khái niệm dung lượng đo để trừ lít. Đây là một cái bài toán rất là hay, cho phép chúng ta quan sát, và giáo viên sẽ là người trực tiếp thao tác trên màn hình và tạo ra cái phép toán đó. Ví dụ cái bình này là 30 lít, chúng ta có thể điều chỉnh số ở đây, ví dụ 24 lít, 23 lít. Bình này sẽ là, đây sẽ là 10 lít. Ở đây tôi bấm đây để chọn các kiểu bình khác nhau, đây, kiểu bình khác nhau vẫn là 10 lít, được chưa? Thế bây giờ như sau, bây giờ giáo viên sẽ được phép là dùng cái bình này và đổ vào đi một số lít và hỏi học sinh nó còn lại sẽ bao nhiêu lít. Thế làm như sau. Chúng ta làm như sau. Chúng ta có thể dịch chuyển cái ca này vào vị trí này hoặc là vào vị trí này. Đó. Chuyển vào đây chúng ta có thể là đổ nước vào đây một cách là nhấn nút chuyển vào đây. Nhấn nút chuyển thì một lần nhấn như vậy đổ được 1 lít. Đổ được 2 lít, lấy như vậy đổ được 3 lít. Mình sẽ tạo ra ngay cái phép tính như này. Tôi chuyển vào đây. Đổ 1 lít, đổ 2 lít, đổ 3 lít, đổ 4 lít. Như vậy là bây giờ hỏi trong bình có bao nhiêu lít? Nó đổ vào đây là 4 lít, đổ vào đây là 3 lít, và là phép trừ sẽ là 23 trừ đi 4 trừ 3, còn đây là bao nhiêu? Như vậy chỉ đây là, đây sẽ là còn 16. Và tôi sẽ này. Tốt lắm. Nhận phần mềm sẽ tạo ra những cái bài tập mà như vậy, giáo viên sẽ thao tác trực tiếp trên màn hình để mà tạo ra cái bài đó. Đây là khái niệm về nhiều hơn, ít hơn, về về lít, về dung lượng. Tiếp theo là những cái bài về đo độ dài, được đo độ dài của mét và km. Tôi lấy ví dụ như thế này, là một cái bài đo đổi độ dài từ một độ dài này sang độ dài khác. Như vậy là 1 km thì bằng bao nhiêu mét ở đây? Chúng ta sẽ phải nhập vào đây. Hay lắm. Thì mình sẽ tự động sinh ra những cái bài luyện như vậy. Hãy đổi đơn vị giữa mm và các đơn vị đo khác, đổi đơn vị đo giữa km và các đơn vị đo khác. So sánh các đơn vị đo độ dài, phép cộng trừ ở mức đơn hoặc là mức phức hợp hay là mức gì đó. Đây là mức đơn, còn đây là mức phức hợp, là cái độ dài của nó là có cả, ví dụ là có hai đơn vị như thế này. Còn đây là cái phép mà, đây là phép cộng trừ, đây là phép nhân chia độ dài. Phép chia độ dài ở mức đơn hay mức phức hợp không nhớ. Đây, phép chia độ dài mức đơn thì như thế này, là phép chia. Đây là cái phép chia ta đã học rồi, và khi chia xong ta sẽ nhập đáp án đây. Và chúng ta nhập là 2. Ở đây sẽ viết thì phải viết là 0. Là 0. Và đáp án viết ở đây là, đây sẽ là 2. Còn đây là phép chia mức phức hợp khó hơn. Đây là phép cộng. Đây là phép chia mức phức hợp sẽ khó hơn. Phần mềm đã tạo ra cái giao diện có sẵn để chúng ta nhập, để chúng ta nhập trực tiếp vào cái form như thế này. Đấy. Như vậy là
Thế đây tôi vừa mới mô tả những cái form chính cho cái phần đo lường ở các lớp 2 và lớp 3, à, lớp 1 và lớp 2. Chúng ta dừng lại ở đây. Đến cái bài sau chúng ta sẽ học sang cái lớp 3.